Đi nấu ăn ngon vậy chắc là cũng nhiều người thích lắm đúng không? Đàn ông mà đẹp trai mà lại biết nấu ăn ngon nữa thì chắc cũng là nhiều người thích. Và fan nữ chắc đến đây ăn cũng đông lắm hả? Ủa cái nhà này hàng này không có fan nữ đến hả? Có nhiều bạn nữ đến đây đúng không? Chắc là xem chương trình này nọ thì cũng đến đây cũng hâm mộ anh chủ đúng không? Dạ, cũng có ý đó. anh cũng ngượng ngùng chia sẻ. Lý do vì sao lại đặt tên là 030 Cuisine? 030 là cái mã vùng của Berlin. À, là nơi mà Huy sống mà mình nói với gia đình. Chính xác, 030 là mã vùng. Cuisine là ẩm thực, tiếng Pháp. Sao Huy lại chọn quay trở về Việt Nam rồi lại lập nghiệp bằng cái công việc ẩm thực này? Nói chung là Huy vẫn trẻ và Huy cũng muốn trải nghiệm nhiều trong cuộc sống. Cái khó của Huy là gì khi mà Huy mở cái nhà hàng 030 Cuisine này? Cái thử thách ban đầu là mình phải tìm hiểu về cái khẩu vị của người Việt Nam mình. Nó mặc dù là Huy là người Việt Nam mà Huy sống bên kia, thật sự là mình cũng không có biết được là thị trường Việt Nam người ta sẽ thích món kiểu gì. Huy về Việt Nam với cả cái ý tưởng là mở nhà hàng rồi. Nhưng mà năm đầu là mình tìm hiểu khám phá. Là năm đầu tiên là đi ăn thôi hả? Là đi ăn thôi. 030 sẽ là cái bước đầu để Huy khám phá thêm về ẩm thực Việt Nam nhiều hơn. Ban đầu Huy thật sự là Huy ký ý tưởng Huy là ok, mình mang món Đức. Nhưng mà Huy có cái cảm giác là mình bán, mình muốn tồn tại, mình phải sáng tạo món nào mà mình có thể bán hàng ngày được. Người Việt Nam mình không muốn ăn béo. Huy đã thay đổi cái mô hình sẽ thành là 80% châu Á, còn 20% là đồ châu Âu. Cho nên là cái chữ fusion ở đây có nghĩa là cái sự pha trộn. Cái sự hòa nhập giữa những cái nền văn hóa ẩm thực khác nhau trong cái món ăn của mình. Khang cũng kinh doanh nên Khang biết là những cái thời gian đầu mở nó khó lắm. Thế thì cái tháng đầu tiên, cái thời gian đầu á, Huy đã khó khăn như thế nào? Vì món này Huy sáng tạo hết mà, thì là ban đầu Huy cũng ra với cả ý tưởng với 100 món trong đầu. 100 món dễ sợ. Mình chỉ biết là ok, người Việt Nam thích cái khẩu vị người ta, nhất là Sài Gòn như thế nào, đậm đà, chua, cay, ngọt. Mình thích món nào, sau đó là mình sáng tạo mấy cái món ra trong đầu, mình nghĩ công thức trong đầu ra, mình viết ra. Ngon hay không ngon, cái đó là câu hỏi, không liệu biết được, mình phải nấu thử. Thứ hai là mình sẽ vẽ cái món nó ra, vẽ cái presentation như thế này, xem là trong đó có đẹp không. Rồi sau khi là thử 100 món thì là bị fail 80%. Fail là tại do sao fail? Trước tiên là mình ăn thử đã, xong rồi mình thấy là ok, cái gì mà nghĩ trong đầu xong rồi lên một cái đĩa ăn nó không có kết hợp với nhau, ăn nó rất là lạ và rất là mạo hiểm nếu mà mình bán cái đó. Sau khi đó thì còn tầm 50 món là bắt đầu nấu cho bạn bè ăn. Lần nào một vòng là cũng 20 người để thử món ăn. Người ta ăn thử một phát, fail thêm 30 món nữa. Tức là 30 món đó họ cũng chưa thích. Chưa thích, người ta chê, chỉ còn 20 món thôi. 20 món là người ta thật sự là ưng ý. Và Huy cũng ưng ý, thì lúc đó mình bảo ok, bằng cái đó là mình sẽ bắt đầu mình sáng tạo cái đó, thử thách ban đầu. Mặc dù là mình có 20 món đó rồi, nó cảm giác khá là ít. Lúc đó Huy cũng rất mất tự tin, rất là sợ. Tiếng Việt mình vẫn rất là dở, bị hạn chế. Sợ không biết có nên làm cái mô hình đó hay không. Nhưng mà mình bắt đầu thi công nhà hàng rồi thì không thể nào dừng lại được. Không nào bỏ cuộc được. Tiền công nhà rồi, tiền nhân viên này nọ đã bắt đầu rồi. Cái chuyện tìm nhà nó cũng rất khó luôn. Và Huy tìm cái mặt bằng này á để mà mở cái nhà hàng á, đã gặp cái khó khăn gì không? Có, bị lừa gạt. Còn nhớ là lúc ban đầu mình cũng tìm được một cái mặt bằng và đặt cọc ký rồi. Nhưng mà cuối cùng nó bị fail. Họ lấy lại cho người khác thuê. Đó là một cái khó khăn thật sự, là nó làm cho mình vừa mất tiền vừa mất quá trời thời gian luôn. Huy cũng hạn chế về tiếng Việt, tìm nhà cũng không có đơn giản, cũng rất là khó. Thì cũng qua rất là nhiều agents, có người ta cứ hứa cho mình là ok, nhà này rất là đẹp thế này, nó đến lúc đến nơi phát chồng không có đúng cái tiêu chuẩn của mình luôn, là mình đưa ra nó mất quá trời thời gian, mất hình như là 3-4 tháng để tìm được một cái địa điểm. Bây giờ không biết tìm nhà ở đâu, bây giờ thôi mình đi bộ thôi. Mình đi bộ xong mình cứ xem là có chỗ nào cho thuê thì mình thuê. Thì đi qua hẻm này thì cũng gặp chính chủ đứng ngoài đường đang chuyện trò. Thế là mình hỏi đến nhà này thì đúng một người chủ nhà luôn. Từ đó là có cái duyên. Tại sao lại quyết định chọn nhà hàng ở một cái con hẻm thay vì nó nằm ở ngoài mặt đường cho người ta dễ thấy và người ta sẽ dễ ghé hơn? Thứ nhất là Huy phải nói là vì là cái này là tự tài chính của Huy, Huy phải tự làm, cho nên là cái mặt tiền với cả mình thấy nó hơi bị mạo hiểm quá đối với cái quán ban đầu của mình, nhất là với cái mô hình kiểu này. Và Huy cũng thích cái cách, cái phong cách, mình phải tò mò, mình tìm mấy cái nhà hàng ở trong hẻm. Vì thế là Huy chọn cái địa điểm này. Còn đa số khách của Huy cũng không biết cái hẻm này luôn, chưa bao giờ vào cái hẻm này luôn. Đúng rồi. Không biết là nó có luôn á. Khi Huy mở cái nhà hàng này, Huy về
về Việt Nam này thì gia đình của Huy có nói gì không? Bố mẹ của Huy cũng không muốn Huy về. Hai năm ở một cái nhà hàng. Huy làm sao Huy có được cái tài chính để giúp cho mình có thể trụ lại? Lúc đó là Huy ở Việt Nam một năm rồi, tiền mình để dành mình bỏ ống. Lúc mà hàng đập con heo ra xong rồi lấy tiền ra, cũng có sự giúp đỡ của bạn bè nữa. Huy cũng cố gắng thiết kế và xây dựng nhà hàng cho nó đơn giản nhất có thể. Cái khó là nhất là cái nhân sự của mình. Nhiều khi nói không hiểu, giải thích không hiểu, vì là Huy phải dạy cho bếp để bếp nấu mà không phải là Huy đứng hàng ngày trong bếp để Huy nấu ăn. Huy là về phần sáng tạo thôi. Các bạn ban đầu chưa quen, Huy cũng phải đổi rất nhiều nhân sự nhưng người ta không có hiểu mình. Thời gian đó cũng khá là bị stress vì là mình mới mở thì mình đông khách mà cái sự vận hành nó chưa có được trôi chảy, thế là cũng bị mất nhiều khách. Đúng rồi, mất nhiều khách phục vụ một cái số lượng khách như thế thì lúc đó Huy cũng rất buồn và rất là mất tự tin về cái kinh doanh của mình và cái cách làm của mình. Khi mà họ đã quen việc rồi, họ làm với mình rồi thì rất là tốt, nhưng mà rất là khó để một cái người mà ta mãi mãi người ta đi đồng hành cùng với mình. Thì lúc đó lại mình lại phải bắt đầu với lại câu chuyện của bếp mới với nhân sự mới. Huy đã chuẩn bị gì cho cái bài toán này? Huy còn nhớ vào mùa Tết, lúc đó là Huy thật sự đã phải đổi việc cả nhân sự bếp luôn. Sau đó là Huy phải tự đứng nấu cùng với một người nữa, hai người nấu cho cả nhà hàng. Cái đó làm cho Huy thật sự là tỉnh ra mà mình bảo ok, bây giờ làm như thế nào, làm mình phải kiếm một cái hệ thống kiểu gì mà có thể tuyển người mà mình không phải sợ là người ta đi. Đó là mình xây dựng một cái quy trình về đào tạo để một người mới bước chân vào họ là phụ bếp, sau đó lên bếp phó, rồi từ từ họ mới lên bếp trưởng. Từ từ như vậy thì mình thấy trong những cái con người đó mình lựa ra một cái người có thể đi đồng hành với mình lâu dài, đúng không? Thưa quý vị, cái câu chuyện về cái món ăn nó chỉ là một phần trong cái chương trình của chúng tôi Quán Lạ Thành Quen. Quý vị nghe cái câu chuyện của Huy kể để quý vị thấy không phải kinh doanh là cái câu chuyện của startup có tiền đầu tư vô một cái mở doanh nghiệp ra là thành công đâu, mà đó là câu chuyện của cái người trẻ, người ta lập nghiệp, người ta đối mặt với quá nhiều cái khó khăn như vậy. Nếu mà quý vị có cơ hội, quý vị sẽ đến với lại 030 Cuisine để mà thưởng thức món ăn ngon, rồi thi thoảng quý vị gắp miếng cá hồi, quý vị ngắm ông chủ, rồi quý vị lại thấy là cá với ông chủ đều ngon như nhau, cá với ông chủ đều ngon như nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ thưởng thức cái món này nha. Ok, rồi, mời Huy. Rồi mời Huy nha. Cá hồi mềm, ngọt và giữ được cái vị tươi của nó. Bên cạnh đó quý vị ăn á, quý vị sẽ thấy có rất là nhiều cái vị sốt ở trong đó nữa. Có một chút cây cay nữa nè. Mì cũng rất là vừa nhưng mà rất là ngon. Được không? Được, chắc được. Ok.